Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân mất quyền lực và số phận 300 chiếc áo dài. Ít nhất là 5 năm tới cũng sẽ không có người phụ nữ nào leo cao bằng bà Ngân. Đây là kỳ tích cho một phụ nữ trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, tính từ thời mà Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền vào năm 1945 cho đến 5 năm sau là hết 80 năm, thì duy nhất chỉ có một mình bà Ngân thiết lập được nhiều kỷ lục mà khó có người phụ nữ nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam có thể phá được. Được biết, nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 12 cũng là nhiệm kỳ mà Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập về số kỷ lục lượng phụ nữ trong Bộ Chính trị với 3 người. Và đó cũng là thời kỳ mà số ủy viên Bộ Chính trị đông nhất đến 19 người, nhiều hơn cả số lượng ủy viên Bộ Chính trị của khóa 13. Không biết vì lý do gì mà Trung ương Đảng khóa 12 lại có nhiều sự bất thường đến như vậy. Cũng trong khóa 12, Đảng Cộng sản Việt Nam mới có một ủy viên Bộ Chính trị vào tù. Lịch sử chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Được biết trước đây, ông Nguyễn Hà Phan cũng bị lột chức khi đang là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông chưa hề bị bỏ tù. Nói thế để thấy rằng Trung ương Đảng khóa 12 có nhiều biến động hơn bao giờ hết. Ngoài những tên tuổi đã vào tù, thì những tên tuổi khác như Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, v.v. cũng đang bị dự bị để cho vào tù. Tổng cộng 3 ủy viên Bộ Chính trị và 2 ủy viên Trung ương Đảng đã bị liệt vào hàng củi chờ đem đốt ở ngay Trung ương khóa 12. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đã giúp bà Ngân vào tứ trụ. Có ý kiến cho rằng đấu đá cung đình khốc liệt nhất là Trung ương Đảng khóa 11, khi mà phe ông Nguyễn Tấn Dũng và phe ông Nguyễn Phú Trọng đánh nhau không khoan nhượng. Trong nhiệm kỳ đó, lần lượt là Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng thì đủ hiểu tính khốc liệt của chiến trường nội bộ trong cung đình Đảng Cộng sản Việt Nam ở Ba Đình. Được biết, trận chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngũ khi mà cuộc dàn xếp cho đại hội lần thứ 12 diễn ra. Điều ông Nguyễn Phú Trọng cần nhất lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng phải rút khỏi Bộ Chính trị. Vì cái giá đó mà ông Nguyễn Phú Trọng nhượng bộ ông Nguyễn Tấn Dũng một số điều kiện trước khi ông rút đi. Thực ra ở thời điểm đó ông Nguyễn Phú Trọng có mạnh hơn ông Nguyễn Tấn Dũng thật, nhưng mà không vượt trội. Vậy nên mới dẫn đến thỏa hiệp trước đại hội để đưa một số nhân vật thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng vào Bộ Chính trị và tứ trụ. Vậy nên với cái giá là sau cùng lò sau đại hội 12 dùng để đốt những thanh củi mà ông Trọng cho là nguy hiểm thuộc phe ông Nguyễn Tấn Dũng. Lần thương thảo đó, ông Dũng đã đưa được bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tứ trụ và từ đó bà Ngân mới thiết lập nên nhiều cái nhất trong giới phụ nữ làm chính trị ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều cái nhất. Cái nhất đầu tiên mà ai cũng thấy đó là người phụ nữ quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay. Phụ nữ làm bộ trưởng thì nhiều, làm phó chủ tịch nước cũng có, nhưng phụ nữ giữ một ghế trong tứ trụ thì cho đến nay là ít nhất 5 năm sau, chỉ duy nhất có mình bà Ngân là làm được. Được biết khi ngồi vào chiếc ghế quyền lực thứ tư trong tứ trụ, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã điều hành các buổi diễn kịch của Quốc hội khá thành công. Tuy nhiên, vì là ủy viên Bộ Chính trị, bà phải nói theo ý kiến của Đảng, không thể khác được. Điều đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải, bà đã nhận lá đơn kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng bà vẫn im lặng một cách đáng sợ. Trong khi đó, Hồ Duy Hải là một con người dân miền Tây Nam Bộ như bà, mà bà không một chút thương xót, dù biết người ta đã ép đến thế nào và có thể dẫn đến cái chết oan ức của Hồ Duy Hải. Bà Ngân là một người phụ nữ có nhan sắc nhất trong Bộ Chính trị, bao gồm những người là phái nữ ở đây. Cao giáo, khuôn mặt đẹp và dáng cũng đẹp là những gì nhiều người nhận xét. Khi bà mới nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, bà đang ở tuổi 62, ấy vậy mà trông bà vẫn rất trẻ. Có lẽ phụ nữ có tiền có quyền nên khó già. Dù biết rằng lương của Chủ tịch Quốc hội chỉ tầm 18 triệu đồng một tháng, số tiền đó không biết đủ để bà lo chi phí mỹ phẩm cho một tháng hay không, chứ nói gì đến chi phí ăn ở và cho gia đình. Đây là hình ảnh cái nhất. Tiếp theo của bà là nhan sắc của bà hơn hẳn Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai trong Bộ Chính trị. Khi làm Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân có một câu phát biểu làm phẫn nộ xã hội. Đấy cũng là một cái nhất của bà. Câu phát biểu đó là gì? Xin thưa, đó là: họ đã làm gì cho đất nước chưa?
một câu phát biểu bị cho là vong ơn bội nghĩa với nhân dân. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã dùng khẩu hiệu nhà nước của dân, do dân và vì dân để mị dân mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu câu nói ấy, chẳng khác nào bà phủ nhận vai trò của nhân dân trong nhà nước. Cả bộ máy song trùng của nhà nước Cộng sản Việt Nam sống nhờ tiền thuế của dân, nhưng bà Ngân đã phát biểu một câu rất thiếu suy nghĩ đến như vậy. Câu nói này là một vết đen trong sự nghiệp chính trị của bà, không thể gột rửa được. Và tai tiếng 300 chiếc áo dài tiền tỷ của bà Ngân cũng bay xa. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, nhà thiết kế áo dài Võ Việt Trung vô tình tiết lộ thành tích của mình để quảng bá cho thương hiệu. Ông cho biết là chính ông đã may cho bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khoảng 300 bộ áo dài từ năm 2016 cho đến nay. Lập tức thông tin này gây bão trên cộng đồng mạng. Việc một cá nhân may bao nhiêu áo dài người dân không quan tâm lắm. Nhưng đây là bà Chủ tịch Quốc hội. Bà đang sử dụng tiền thuế của người dân cho công việc của bà nên xã hội mới dậy sóng. Người ta tính sơ sơ với lương Chủ tịch Quốc hội khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi năm bà Ngân chỉ có 276 triệu đồng. Nếu không chi tiêu và 5 năm ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, bà chỉ nhận được 1.080.000.000 tiền lương. Được biết mỗi chiếc áo dài do Võ Việt Trung thiết kế khoảng 100 triệu đồng. Vậy 5 năm làm Chủ tịch Quốc hội, lương của bà chỉ mua được 10 cái áo dài của Võ Việt Trung mà thôi. Còn 290 chiếc áo dài còn lại, bà lấy tiền ở đâu ra mà trả? Đó là vấn đề khiến người dân hết sức bức xúc. Với 300 bộ áo dài của Võ Việt Trung thì ngân sách phải chi không dưới 30 tỷ đồng. Vấn đề là bà Ngân dùng áo dài cho công vụ thì tất cả bà có thể yêu cầu ngân sách chi ra số tiền này. Đây là sự lãng phí không thể chấp nhận được. Trong khi đó, dân nghèo miền núi kiếm mỗi ngày 50.000 đồng vẫn không có thì khác nào bà Ngân đã lãng phí mồ hôi nước mắt của nhân dân cả nước. Điều đáng nói là bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhưng bà không cảm thông nỗi khổ của người dân, mà bà lại có cách nỗi sống rất xa hoa, không cần thiết đến như vậy, và chi phí nhiều tỷ đồng cho những bộ áo dài quá đắt. Đây là hình ảnh một trong 300 chiếc áo dài đắt tiền của bà Ngân. Biết rằng phụ nữ thì cần phải làm đẹp, và cũng biết rằng áo dài là quốc phục, nhưng đến 300 chiếc áo dài thì có thể nói, chỉ có thể mỗi bà Ngân làm có thể được may và mặc ngần ấy chiếc, rồi vứt đi chứ không có cơ hội để mặc lại cái áo cũ. Trị giá mỗi chiếc áo dài như thế đến 100 triệu đồng, như thế là vô cùng lãng phí. Có lẽ tai tiếng về 300 chiếc áo dài và câu nói vô trách nhiệm họ đã làm gì cho đất nước gắn với tên tuổi của bà Ngân suốt đời. Số phận 300 chiếc áo dài như thế nào sau khi bà Ngân bị tước bỏ quyền lực. Vào ngày 30 tháng 3 này sẽ là ngày cuối cùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn giữ quyền lực. Sang ngày 31 tháng 3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ còn lại chức danh cựu Chủ tịch Quốc hội và bà chính thức về vườn, không làm công việc nhà nước nữa. Theo nhiều ý kiến trên mạng, thì người ta cho rằng không đời nào bà Ngân bỏ tiền túi đến 30 tỷ đồng để may và mua 300 bộ áo dài cho mình cả. Mà bà yêu cầu nhà nước phải chi cho bà khoản tiền này vì áo dài là quốc phục mà bà sử dụng cho vai trò công vụ. Nó tựa như xe công và tài xế riêng để đưa đón bà theo tiêu chuẩn công vụ mà luật đã quy định. Ngay cả nhà công vụ, bà cũng phải trả lại chứ không thể sở hữu riêng. Như vậy, theo nguyên tắc, những gì được cấp theo quy định công vụ thì bà phải trả lại, chứ ai cho bà mang về. Với 30 tỷ đồng thì người ta có thể sắm chiếc xe Rolls Royce cho bà, chứ nói gì đến chiếc xe phổ thông khác. Vậy thì xe công vụ phải trả lại thì lý do gì chiếc áo dài với 300 bộ như vậy mà không phải trả lại? Tuy nhiên, nếu bà trả lại 300 bộ áo dài thì đó là một đề tài làm cho giới báo chí bàn tán không nguôi. Đây là hình ảnh không biết khi mặc trên người những bộ áo dài hàng trăm triệu đồng, bà Ngân có nghĩ đến cảnh này của người dân hay không? Nếu giả sử như 300 chiếc áo dài ấy do tiền túi bà Ngân bỏ ra, hướng này khả năng rất thấp, thì đó là sở hữu của bà. Bà sẽ mang cho ai thì mang cho, hay vứt ở đâu thì vứt, dân không nói gì. Có lẽ dù cho 300 chiếc áo dài đó là của công hay của tư thì bà cũng được giữ lại một tiếng xấu để lại cho đời không hay tí nào. Trong khi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam của bà vẫn luôn giao giảng lời ông Hồ Chí Minh là
Làm mà không biết tiết kiệm thì như gió vào nhà trống. Ấy vậy mà bà lại sống ngược với những lời dạy đó thì không ai biết với vai trò lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam bà giải thích thế nào. Mỗi người dân Việt Nam ở vùng cao chỉ cần 50.000 đồng mỗi ngày là họ đủ sống. Một năm họ chỉ cần 18.250.000 đồng là đủ. Với 300 cái áo dài của bà Ngân, bà đã lãng phí 1.644 năm tiền ăn của người dân. Có lẽ nên lập một viện bảo tàng trưng bày 300 chiếc áo dài của bà Ngân và đính lên đó giá mỗi cái là 100 triệu đồng cho người dân Bèo biết rằng quan chức của Đảng Việt Nam đã dạy bài học tiết kiệm thế nào và người dân đã vì sao mà lại khổ đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân mất quyền lực và số phận 300 chiếc áo dài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.